Do vướng một số lịch trình cá nhân nên từ KL mình sẽ phải quay trở lại Sinh luôn. Hơi cồng kềnh một tí nhưng mà phải chịu thôi, biết làm nào bây giờ. Sau đấy thì mình sẽ dành một ngày để đi từ Sinh tới Johor sau. Sinh và Johor thì khá là gần nhau, chỉ cần đi tầm 40 phút đến 1 tiếng bằng xe buýt là có thể đến nơi được rồi. Và mình đã lựa chọn cách này bởi vì nó đơn giản và tiết kiệm nhất. Mình cũng có thể đi tàu mất 5 phút nhưng mà phải book vé trước, và cái giờ khởi hành thì nó lại chưa hợp với cái plan của mình lắm. Johor Bahru thì mình nên đi vào ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ năm để tránh bị tắc đường vào những giờ cao điểm. Mình đã lựa chọn xe buýt CW2 đón tại Queen Street Bus Terminal ở phố Bugis. Xe này sẽ chạy thẳng đến JB Central luôn và sẽ không có điểm dừng ở giữa đường. Đầu tiên là mình sẽ phải mua vé trực tiếp ở trên xe. Mình đã lựa chọn quẹt Apple Pay để lên xuống xe cực kỳ là đơn giản. Nếu mà mình có thẻ EasyLink thì cũng được, nhưng mà từ 23:30 đến 6 giờ sáng là mình sẽ không thanh toán được bằng thẻ EasyLink. Và mình cũng có thể trả tiền mặt nhưng mà phải chuẩn bị đúng số tiền. Và lưu ý là nếu như mình trả tiền mặt thì mình sẽ phải giữ lại cái vé giấy để khi mà mình xuất cảnh tại Sinh xong thì mình sẽ lên lại cái xe đó, để tới cửa khẩu bên JB thì không cần phải mua lại vé mới. Thứ hai, lịch trình của xe. Sau khi mà mua vé thì mình sẽ di chuyển tới cửa khẩu Woodlands để xuất cảnh Sinh. Sau khi mà làm thủ tục xuất cảnh xong thì mình sẽ đi theo dòng người để xuống cái điểm chờ xe buýt CW2. Xe buýt sẽ tiếp tục chở mình đến JB Central để làm nhập cảnh vào mã. Đến được khúc này là ok rồi, mình sẽ bắt Grab để di chuyển tự do trong thành phố. Johor Bahru là thành phố lớn thứ hai của Malaysia. Với những khách du lịch như mình thì Johor Bahru là một nơi rất là đáng đến, bởi vì là mua sắm và ăn uống cà phê ở đây rẻ hơn rất là nhiều, mà cái vibe của thành phố thì nó lại rất là yên bình hơn hẳn so với Kuala Lumpur. Mình sẽ dành một ngày ở đây để coffee hopping, săn các quán cà phê đẹp ở Johor Bahru nhé. Se reflète leur beauté quand le soleil les traverse. Les arcs-en-ciel naissent de là quand je pense à toi parfois. Je veux des minutes avec toi, juste toi et moi. On peut tout faire si on veut, juste toi et moi, toi et moi. Juste toi et moi. Faire des châteaux dans le ciel. We
should stick together. I know I said I never think I wasn't better alone. Can't change the weather, might not be forever, but if it's forever, it's even better. And I don't know what I'm crying for. I don't think I could love you more. Might not be long, but baby, I'll love you till the day that I die. Till the day that I die. Till the light leaves my eyes. Till the day that I drop top coupe, say you wanna drive it down real soon. I just wanna love you like I do, cause I never had someone like you. Ain't nobody got this love, got me cuffed. Ain't nobody, babe, all I need is love. I just wanna run away with you. Girl, you talk about some other guys, but I'm the one you like. You told me to come at midnight and we'd do it till the sunrise. You command, I'll obey. Tell me tricks you wanna play. Get as much as you can say. This time I won't let you go away. My night will never be the same. We treat a lot of conversation. You can never call my name. We give in to this temptation. I know I'll never be the same. You are my worst addiction. The way that I bring you in, nothing can compare to this. That's a drop top. Vậy là cuối cùng thì mình cũng đã kết thúc hành trình 4 ngày ở Malaysia cùng với 4 thành phố khác nhau. Tất nhiên là 4 ngày thôi thì không thể nào mà đi hết tất cả các địa điểm được rồi, nên là mình sẽ quay lại vào lần sau và hứa sẽ khám phá thêm Ipoh và Penang nữa. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình, ủng hộ kênh mình nhé. See ya.